Rồi, xin chào mọi người. Chào các anh chị ha. Rồi, dạo này thì thực sự hơi khó đánh. Từ dòng dầu thì bắt đầu rung lắc xoay quay. Dòng thép thì không vượt nổi kháng cự tường. À, còn các dòng khác thì nó rất là lên chân trời. Cho nên thôi, rút vô hang thôi chứ còn không có nhiều mã đánh. Tạm thời thì mình lại review lại con VC, con VinRub của nhà mình ha. VinRub thì thực sự là một cái con đang tạo ra cái nền khá lâu rồi. Cái nền này là nó tạo được tới 6 7 tuần nay lận, không phải là một cái nền mới tạo. Và cái nền này hiện tại nó đang được sự ủng hộ là bắt đầu từ trong vòng 3 phiên tới nha, 3 phiên tới là cái vùng cân bằng ngắn hạn của nó sẽ được dời dần 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 về tương lai, đó là cái vùng giá 44, giá 44. Cho nên trong giai đoạn này từ 3 tới 4 phiên tới, chỉ có một điều kiện nha, thị trường nó không đạp gãy con này khỏi mốc 40 thôi, không đạp gãy khỏi mốc 40 thôi, nó mà có rung lắc loanh quanh cái vùng là 42 43 423, mọi người có thể nhặt trước một phần, trước phần nữa đi. Đánh ngắn thôi nha, đánh ngắn thôi. Ai đánh dài thì lại phân khác, ai đánh dài thì nhặt thêm mỗi phần, chia làm 5 phần, mỗi lần nhặt 20%. Ở vùng này bắt đầu nhặt trước 20%. Nha, còn đánh ngắn á, mà nên đó là hiện tại là kèo kèo ngắn thôi nha. Kèo ngắn thì nhặt quanh cái vùng là cỡ 42 đến 43, trong khoảng đó nó có rung lắc gì đó, chúng ta nhặt. Mà nhặt nữa thôi. Nó mà mất được 40 mới cắt. Mất 40 mới cắt. Còn nói còn giữ được thì 50% này mình cứ giữ. Một lúc nào đó mà nó đây nó ép thanh khoản nhỏ nhỏ lại đó, thì cái đường cân bằng ngắn hạn ở vùng 44 này đưa sát ở đây, chỉ cần nó nổ cái đùng một cây lên thanh khoản trong vòng 1 tiếng đồng hồ đầu tiên, mọi người thể nhớ nha, thanh khoản trong vòng 1 tiếng đồng hồ đầu tiên là từ 9 giờ tới 10 giờ mà nó bằng 60 70% của cây thanh khoản nhỏ trước đó, vô được bung ra khỏi nóc nhồi thêm đó, là nhồi thêm nha. Mục tiêu của chúng ta đó là vùng đỉnh cũ, đỉnh cũ ngày xưa ơi thôi, đỉnh cũ của cái đợt mà gãy trước cái gáp nè, lần trước nó có cái gáp gãy ở vùng giá 52 nè, thì chúng ta đánh lên tới 50 thôi, 50 được rồi, đừng nhìn cao xa quá, có nghĩa là lúc đó chúng ta sẽ mua khi nó vượt khỏi đỉnh 44 và mục tiêu là 50, từ 44 đến 50 là 12%, chỉ như vậy thôi nha, chứ không có dài hơn. Đây là chơi kèo đánh ngắn thôi. Còn sau đó nó có tích lũy nó gì nữa nữa đó. Đó là câu chuyện của các anh chị bên đánh trung và dài hạn, còn bây giờ mình thì chỉ mới kèo này kèo ngắn hạn thôi. À, còn anh chị nào muốn nhặt nhặt dài hạn thì dùng này thì cứ nhặt trước 1/5 cũng được, còn với mình thì giờ mình đánh từng đoạn ngắn trước đã, khi nào ổn định thì tính sau nha. Còn VC, còn VinRub, rồi đó là kèo hiện tại thì mình cũng đang giữ con này ở vùng giá 43.43.3 43.4 thì cũng đang không lời không lỗ, cứ giữ đó thôi. Khi nào mà nó bung đầu nào mình sẽ tính nha, bung đầu dưới thì thôi bỏ chạy, còn bung đầu trên thì phải nhồi mới được. Một cái đặc điểm rất khá là hay, nếu mà các anh chị dùng các dạng đồ thị khác hay là dùng mẫu hình nến này kia nọ thì đỉnh đáy nó vẫn là đỉnh đáy, nó sẽ không có thay đổi, nhưng mà đối với chung cư ha thì nó sẽ thay đổi theo thời gian nha, sẽ thay đổi theo thời gian. Đó là một cái timing cũng khá là hay của Ichimoku á. Nếu nếu cách đây mà 1 tuần á, thì kháng cự của con này nó sẽ nằm ở đâu đó cái vùng là 45.5, cho nên mục tiêu nó có cái bật lên nó cũng rất khó vượt khỏi vùng đó. Nhưng bây giờ từ từ từ, từ, từ nha, kháng cự nó chèn ép dần, nó giảm dần theo thời gian tích lũy, càng tích lũy thì kháng cự nó giờ dần sát xuống, thì bây giờ kháng cự của nó đang nằm sát ở vùng 44 trong vòng 4 phiên tới. Nếu mà tuần sau nha, lưu ý tuần sau mà nó rung lắc mà nó không có bị gãy mà nó bắt đầu nó bung nổ lên thì đó là cơ hội tốt của con VinRub đây. Rồi, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại và chúc mọi người giao dịch thành công. Đánh ít thôi, đánh nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cho nó chất lượng xíu, chắc chiêu từng lệnh, đừng có hao phí tiền bạc quá ở giai đoạn này. Và chào mọi người nha. Bye.